Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em về một số đồ đồng, đồ đồng mà dao dựa, đồ bếp các loại nhé, bánh xe thanh lý, số đồ đồng rất là đẹp luôn, hàng tuyển chọn, sưu tầm rất kỹ luôn. Trong mùa dịch như thế này mà cũng sưu tầm được một số món như này thì cũng rất là khó nha các bác. Theo yêu cầu của một số bác thì em lấy về thôi. Bác nào cứ coi kỹ, thấy món nào phù hợp với mình thì mình nhanh tay lựa chọn nha. Những đồ đẹp như này lục bao hàng lớn ra mới có đó, rất là khó nha. Rồi đi nhanh vào từng món nha. Ở đây mã số E1, hôm nay lên mã E nha. E1 này, một cặp ha, một cặp ha. Rùa này, cái này mạ màu vàng này, rất đẹp luôn. Này để gắn đèn cây. Một cặp hạc như thế này, mã số E1, 1.500.000. Rất đẹp luôn, chưa xuất sáp gì. Mã số E2, cái lư hương nha, cũng mạ luôn, mạ vàng luôn, cực đẹp luôn. Đây có mộc này, soi gương được này. Gương này cũng khá lớn nhé. Mã số E2, 850.000. Mã số E3, hai bình bông nha, hai bình bông. Đấy, có mộc luôn này. Hoa văn cực kỳ sắc sảo luôn. Mạ vàng luôn. Đó. Bình bông này thì nó chiều cao của nó đó. Tầm 12 cm nhé, 12 cm, chiều là 9 phân nhé. Đó, 9 phân rất đẹp nhé. Này mã số E3, 1.600.000, 1.600.000. Này nó đi theo bộ nhé, một cặp một. Đó. Này thì đáng nhẽ ra là 5 cái món này là một bộ của nó đủ luôn. Đế đèn cày, tư gương, bình bông, bác nào mà thấy được cả thì ok, còn tùy các bác thôi. Rất là đẹp. Mã số E4, hai cái bình bông nhỏ. Đó. Màu đồng rất cổ kính luôn. Này thì bác xài bao nhiêu năm cũng thế thôi, lau đi nó vẫn một nước nữa, một nước sơn như thế thôi. Đó. Có mộc luôn này, bình bông nhỏ nhé. Chiều cao của nó là 9 phân rưỡi. Đó, 9 phân rưỡi. Còn bao mới luôn. Mã số E4, 600.000. Mã số E5, cặp mà để đang cày nhỏ, mẫu còn rất đẹp nha, cao 11 cm. Cặp này mã số E5, 160.000. Mã số E6, một cặp mà lớn hơn chút,
là chiều đứng nó là 17 cm nhá. Còn rất đẹp luôn. Mã số E6 270k. Mã số E7. Cặp này còn khá đẹp nha. Chiều đứng nó là 14 cm. Mã số E7 250k. Mã số E8. Một cặp luôn. Còn khá là ok. Mã số E8 250k luôn. Mã số E9. Này chiều đứng của nó 14 cm. E9 220k cũng còn khá là ok nha. E9 220k. E10. Mã số E10. Đây một cặp đế đang cày nhé. Này đế đang cày luôn. Mà nó đúc kiểu sáng khá là đẹp. Chiều đứng của nó 17,5 cm. 17,5 cm. Màu này không cũ đi nổi nhé. Đó, rất là đẹp. Mã số E10 750k. Mã số E11. Một cặp bình bông lớn nhé. Cặp bình bông lớn. Đây có mọc luôn này. Chiều đứng là 15,5 cm. Còn khá đẹp nha. Một cặp đây. Mã số E11, 1 triệu 300k. Một cặp bình bông nhé, này bán theo cặp. Bữa trước cũng có bán nhưng mà bán một chiếc một thì cũng có bác kêu là một chiếc thì nó về bày không đẹp. Bán một cặp luôn. Rất nhiều chỗ mới ra được một cặp hoàn thiện của nó nha. Mã số E12. Đây một cặp đế đẹp cây. Này nước bụi nào nó đi hết rồi. Này còn rất là mới luôn. Cặp này khá là lớn. Màu mạ vàng lên này. Chiều đứng của nó là 18 cm. Lớn luôn nha. Mã số E12 600k. Rất đẹp nha. Gần như là mới luôn. Mã số E13. Một cặp Yeah.
vàng cực đẹp luôn, còn gần như mới luôn. Này thì để bao lâu nó cũng thế thôi, nạm nó mới như thế thôi. Là E13 850k. Cặp này chiều dài của nó là 18cm, 18,5cm. Mã E14 một cặp đế đang cày luôn. Này thì nó lớn hơn, dài, khá là dài, 23cm, dài 23cm, cũng còn khá là ok. Mã E14 350k. Mã E15. Đây là một cái chuông, cái mõ này, chuông này khá là lớn nhé, kêu rất là thanh luôn. Chiều ngang của nó là 10cm nhé, 10cm. Là đẹp nha, cái này nó mạ nước gì nên nó khá bóng. Đây có chữ này, đó, có mộc trong này. Này mã số E15 300k. Mã E16 một cái chuông luôn. Kêu cực thanh luôn. Này nha, cũng khoảng 10,5cm. Khó mộc này. Đấy. Mã số E16 350k. Để làm ra được cái chiếc chuông này cũng rất là kỳ công nha. Đấy. Mã số E17 cũng một cái tương tự luôn. Đều khá là thanh. Mã số E17 350k luôn. Đây có mộc này. Cây này thì cũng đường kính của nó cũng 10,5cm. E17 350k luôn nha. Mã E18 một cặp đế găng cài. Này dài 21cm, cao 21cm, khá đẹp luôn. Này mã số E18 320k. Mã E19 một cặp. Cái này là dùng để bóng đèn quả nhót đây. Đó. Mình thắp cái bóng đèn ở đây, nối bóng đèn xoáy ra đây. Đây, nắp bóng đèn khá là đẹp luôn nha. Cặp như này, chiều đứng của nó thì khoảng tầm 17cm, khá đẹp nha. Mã số E19 650k một cặp nha. Mã E20 này cũng một cặp luôn, còn nó đẹp nha. Này lớn hơn khoảng 22cm. Đứng đây mình nối dây vào đây. Đây bên Nhật thì người ta xài điện 100V, 100V 10W. Một cặp như thế này của nó, mã số E20 850k. Còn
đẹp nha. Thắp bằng đèn. Đây là một số cái bánh xe. Bánh xe đúc. Đường kính của nó khoảng 7,5 cm nhé. 7,5 cm. Tải trọng thì cũng tầm 75 x 20. 20 kg một bánh. 4 bánh nó khoảng 80 một tạ. Xài ok. Bỏ tivi, tủ lạnh hoặc là hàng hóa gì, hoặc là xe tổ kính gì đó cũng vô tư, không vấn đề gì nha. Bánh đúc này cắt ra là nguyên bánh cao su đúc luôn, không có pha tạp gì, có hãm nha. Xoay 360 độ. Một bộ như thế này 100k, 100k một bộ. Giá này là giá xả nha các bác. Cái này là không có bao ship gì đâu nha. Không có chuyển khoản, em cũng không có bao ship gì đâu. Đấy, mà bán xả còn một số bánh thôi. Bác nào mà cảm thấy công việc mình cần dùng nhiều thì mình liên hệ sớm nha. Tại vì cái số lượng hàng này cũng không còn nhiều đâu. Hết lâu thì cũng không biết bao giờ mới có. Loại này cực kỳ chất lượng luôn. Một cặp 100k. Mã số E21. Đấy, này là dao nhé. Mã dao. Con này dài 16 cm. Bản 4,5 phân. Thép không gì, cán gỗ nhé. Đấy, khá là sắc bén nhé. Đây có chữ này. Con khá đẹp luôn. Bản còn rộng. Dài khoảng 1,5 phân nhé. Mã số E21 180k. Để bác ngoài sơ đi và sử dụng thôi. Mã E22. E22. 26 à. Không có mã E22. Rồi, sang mã E23. Gao Global. Global. Dài 20 cm, 20 cm, bản 4 phân. Gắn liền luôn. Khá là đẹp. Hai mặt chữ nha. Cái này mã số E23. 370k. Rất đẹp luôn. E24. Một cặp dao nhé. Con này là thép 3 lớp này, 3 lớp thép bản vuông. Dài 15,5 cm. Bản 3,8. 3,8. Để bác ngoài sơ đi thôi. Thái thịt vẫn ok nhé. Bản vuông. Cán gỗ. Khá là ok. Đây là một con dao nhỏ. Có trái cây cũng được. Cắt chanh, cắt cam. Có lỗ chống dính. Biết in ra ba. Con này mã số E24. 260k. Cặp nha. Mã E25. Theo dao thép 3 lớp nha. 3 lớp thép. Dài 16 cm. Bản 4 phân. Bản 4 phân. 3 lớp thép nha. Cán gỗ chốt đồng này. Rất đẹp luôn. Đây có chữ. Mà lại đi thôi. Mã E25. 200k. Mã E26. Này cặp dao. Con dao thép 3 lớp. 3 lớp thép. Khá dày, dày cũng phải tầm 78 gì đó. Đấy, có chữ này. Đây, nhỏ nhé. Nhỏ. Dài 14,5 cm, bản 3,5. Con dao nhỏ nữa. Dài 14 cm, bản 4 phân.
cooking made in Japan NTV cạp nhựa khá đẹp luôn. Một cặp này mã số E26 220k, mã E27 ra một thì người này khá đẹp luôn, dày nhá, cán xuyên suốt tầm ly 7-8 dày, bản 17,5 cm, ngang là 4 cm 4,3 cm, rất là đẹp nha. Cán gỗ 3 chốt, mã số E27 190k, mã E28 dao thép thủ công rất là đẹp luôn. Đây, dày tầm ly rưỡi nhá, tầm ly rưỡi. Ba loại thép thủ công thì Thái thì làm chợ thì vô tư rồi, cực kỳ sắc bén, sắc rất là lâu, dài 15,5 cm, bản 4/8 còn khá rộng. Đây tem mác vẫn còn này, khá là đẹp nha. Mã số E28 280k, 280k, mã E28. E29 dao tương tự luôn, con này cũng dày khoảng tầm 1 ly, còn mới nguyên luôn nha, chữ vẫn còn này, dài 16,5 cm, bản 4/8, bên đai bên kiện luôn. Đây, mấy cái ố này thì về mình đánh sơ đi, cái là sáng thôi, em để nguyên chưa qua sử dụng, còn nguyên tem mác nha. Mã số E29 270k, mã số E30 dao bạc vuông khá là đẹp, thép không gì nhé, dài 15,5 cm, bản 4/6, khá dài tầm ly rưỡi, khâu inox cán gỗ này khá đẹp luôn, gỗ xịn nha, có hình con sư tử này, sư tử mà lại cầm chổi. Mã E30 190k, E31 cây sashimi dài 20 cm, bản 3/3 này rất là dày nha, dày gần 3 ly luôn, gần 3 ly đã cứng cát. Đấy, chữ này cán còn ok nha. Mã số E31 250k, mã số E32 tiếp tục xả một đầu nghề nha, dao thìa muỗng dĩa rất nhiều món luôn, lọc cam, lọc chanh, lọc cua, lọc kem này. Đây, không biết để bào cái gì, khá đặc biệt. Đây. Cắt sợi cái gì đó đây, nhiều cái không biết. Mua kìa cũng dĩa rất nhiều món nha. Còn mới nguyên luôn, khá là đẹp này. Rôm các loại này, một bọc của nó là 2 kg nha, 2 kg. Số E32 350k, về các bác cho con cái sử dụng, sử dụng không hết có thể cho hàng xóm, rất nhiều món luôn. 2 kg 350k, mã E32. Mã E33 cũng một bọc 2 kg nhé. Đây, em cân sẵn rồi. Lọc cua này, mùi này, cá lớn luôn, cặp đá các loại.
kem, múc dưa hấu gì đây. Này thì không biết làm gì. Ui bia. Này có cả thìa bạc đây này. Silver. Muỗng bạc luôn. Rồi một bộ như thế này. Mã số E33 350k. Mã E34 cũng một bộ. Đây đủ các món luôn. Là đánh trứng này. Ôi khá đẹp luôn. Này về các bác vệ sinh sơ đi thôi. Là mình có một bộ nó cũng dĩa đẹp rồi. Cùi bia các loại nha, cùi bia, cùi đồ hộp. Rất nhiều món nha. Rồi một bịch như thế này. Mã số E34 350k 2 ký nha. 2 ký. Mã số E35 một bịch 2 ký luôn. Đầy đủ đồ rồi. Trúc này. Trứng này. Chiên trứng này. Giờ mua rất là đẹp nha. Bắt chảo này, bắt son mà không có quai này. Có cả cái nước ở đây nữa này. Thìa mũi dĩa rất nhiều mẫu này. Rồi, mã số E35 350k luôn. 2 ký. E36 rất bọc. Mua lớn mua nhỏ có cả nha. Thìa mũi dĩa dao cắt đồ đông lạnh. À, lọc cua à, mới luôn đẹp. Trụng cái này bỏ bún vào trụng cũng được, bỏ thịt cà vào trụng cũng ok. Ăn lẩu ăn đồ rất hợp lý. Khá nhiều đồ luôn. Đá và một bọc này 2 ký. Mã E36 350k. E37 một bọc luôn, rất nhiều cua này, vá rất là lạ. Thịt mới luôn. Thì mũi dĩa đủ loại nha, đủ loại cho các bác nha. Mã số E37 2 ký 350k. E38 một bọc luôn. 2 ký. Nhiều đồ luôn. Cùi bia này. Bây giờ bạn làm kiểu dáng khá đặc biệt. Cái này như nó có ngàm ta. Ngàm nó nguyên như thế này. Bây giờ sâm panh các loại này. Bây giờ mũi dĩa còn mới nguyên. Trong bọc luôn. Đẹp nha, đánh trứng này đầy đủ. Một bọc 2 ký như thế này. Mã số E38 350k. Rất là nhiều món luôn.
E39 cũ một bộ luôn. Hôm nay thì khá đặc biệt. Đĩa lớn. Rất nhiều món luôn. Mã số E39. 2 ký 350k. 39 nhé, mã E39. E40. Một bọc này. 2 ký. Bọc cua này. Đẹp nhỉ. Mấy đồ này nó hầu như còn đẹp nhỉ. Và mùi lớn luôn này. Bào này. Đầy đủ các loại nhé. Này mã số E40. 350k luôn. E41. Một bọc. Nhiều. Cua này cỡ lớn này. Đồ gắp đá gắp đồ ăn này. Khá đẹp. Mỗi thìa một dĩa đủ loại. Xiên thịt. Rất nhiều món nha. Còn khá đẹp luôn. Về lắc soạn ra thôi. Rồi một bộ như thế này. Mã số E41. 2 ký 350k luôn. Ở trên đây một số món đồ ngày hôm nay. Bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình thì mình xem kỹ video trước khi lựa chọn nha. Bác nào chốt thì mình nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em để trên video nha. Mình chốt trên YouTube nhiều khi thì em không có đọc được. Bác nào ở vùng dịch thì mình xem tham khảo cho nó vui nha. Và nhiều khi mình có chốt hàng gửi cũng không đến được tay. Mất công các bác, nhiều bác cần không có. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt các bác.